Em không bao giờ nghĩ là em sẽ hạ cái gu của em xuống, bởi vì em luôn nghĩ là ai cũng có một cái tiêu chuẩn. Con gái thì cái gì cũng muốn, em phải lựa chọn là em muốn cái gì hơn. Nếu như em ưu tiên nó là sự chung thủy thì em phải hạ thấp các cái xung quanh xuống. Yeah, để đúng như cái mong muốn của em mà để mà ở yên với em khó lắm á cưng ạ. Thật sự. Xin chào các bạn, mình là Phương Linh, mình đến từ Hà Nội. Hiện tại công việc của mình là phân tích và tư vấn chiến lược kinh doanh trong một công ty công nghệ thông tin quốc tế. Khi có thời gian rảnh rỗi, mình còn rất thích đi tập gym. Mình đã có nhiều cơ hội để được đi đến nhiều nước trên thế giới. Những chuyến đi này đã giúp mình có nhiều vốn sống. Cũng chính vì như vậy mà tính cách của mình khá là cởi mở và sẵn sàng đón nhận những điều mới lạ. Một trong những chuyến đi ấy, mình đã gặp anh. Anh là một người rất chu đáo, thông minh và biết dẫn dắt cảm xúc của mình. Anh muốn về Việt Nam để phát triển sự nghiệp. Nhưng ở gần nhau lâu thì mình bắt đầu cảm nhận thấy sự bất thường trong mối quan hệ của tụi mình. Khi ở gần nhau thì tụi mình rất tình cảm, rất quấn quýt. Tuy nhiên khi ở xa thì anh lại rất ít khi chủ động liên lạc với mình và khá là lạnh lùng. Và y như mình nghĩ, sau một thời gian tìm hiểu, anh đang duy trì mối quan hệ lâu năm với cả một cô gái khác ở Úc, tuy nhiên vẫn giữ mối quan hệ với mình ở Việt Nam. Mình đã biết được vị trí của mình thế nào, do đó mình đã quyết định chia tay. Can you tell me where to start? Bất ngờ nha. Em tưởng là một chiếc váy Sephora nha. Fest rất hợp với chúng mình hôm nay nha. Vì sao em lại chọn cho mình trang phục như thế này? Em muốn có một sự đổi mới và thể hiện cá tính của mình ạ. Thế em là một người yêu như thế nào? Em là một người yêu rất là trung thủy ạ. Và em luôn thích ghe những người mà em dành tình yêu thương. Như vậy là trung thủy là cái tiêu chí hàng đầu của em đúng không? Dạ vâng ạ. Một người đàn ông như thế nào sẽ hấp dẫn em? Đối với em, một người đàn ông hấp dẫn với em trước hết là một người rất là thông minh, biết nắm bắt được cảm xúc của người khác, một người thể hiện là sự tử tế và cũng biết quan tâm đến gia đình. Mối tình nào đối với em là đáng nhớ nhất và nó tổn thương em nhiều nhất? Đó chính là mối tình về anh chàng gần đây nhất ạ. Anh ấy rất hợp gu với em. Em phát hiện ra anh ta có cô gái bên Úc là trong thời gian hai người vẫn còn yêu nhau mặn nồng, hay lúc đó em cảm thấy cái sự vơi dần của tình cảm? Vì tính chất công việc nên ra là anh ấy phải di chuyển nhiều. Cái thời gian đấy là cũng là thời gian mà bọn em dành nhiều tình cảm cho nhau. Khi mà đi xa thì em bắt đầu cảm thấy cái sự lạnh nhạt nó không như là những lúc mà anh ở gần bên cạnh em. Em nghĩ là em dùng cái linh cảm của một người con gái đang yêu á. Thế là em cũng tìm hiểu. Nếu một cô gái nào mà muốn tìm hiểu về người yêu mình thực sự thì họ cũng sẽ tìm ra được lý do. Thì đấy là lúc em phát hiện ra cái mối tình rất lâu dài của anh chàng đó với người khác. Cuối cùng là anh ta chọn cô ấy đúng không? Em nghĩ là anh ấy chọn cả hai. Thế là lúc nào ở Úc thì chọn cô kia mà Việt Nam thì là em đúng không? Ngay từ khi bắt đầu em nghĩ em có phải là một phương án thay thế. Giống như em nói, cứ mỗi lần người ta đi thì người ta sẽ cần một cái gì đó để ở bên cạnh. Người ta không thích ở mình, thích mỗi nơi có một căn nhà vậy được không? Em nghĩ em có phải là một trong những căn nhà đó không? Em là một trong những sự lựa chọn của anh ấy. Có vẻ là như thế ạ. Anh ta có đối xử tốt với em không? Anh ấy thật sự là đối xử rất là tốt với em. Rất là quan tâm, chu đáo, dành rất nhiều tình cảm cho em. Và em cũng không nghĩ là có chuyện đó xảy ra. Không bao giờ em nghĩ là điều đó không bao giờ luôn ạ. Khi việc đó xảy ra thì thật sự là em cũng rất sốc. Em quyết định trước hết là im lặng, thử người đó là liệu là có đúng là người đấy đang trong mối quan hệ lâu dài với người đó không. Và sau đấy cuối cùng thì em cũng phải nói chuyện với anh đó. Rồi anh nói sao? Như những chàng trai khác thì họ sẽ dùng những lời biện minh, có thể là anh không như thế đâu, thực sự anh vẫn ở bên em và anh đang ở cạnh em. Nhưng chàng trai này thì lại rất là lạnh lùng. Anh ấy tỏ luôn ý định là khi anh về Việt Nam thì anh có em, còn đến khi anh đi rồi thì chúng mình hãy giữ cái thế giới riêng như thế. Nếu như em chấp nhận được thì chúng mình duy trì mối quan hệ này. Em nghĩ đấy là cái điều khiến em tổn thương nhất. Và với tính cách của em thì em đã chia tay ngay lúc đó. Người trong dân gian luôn luôn bị khổ bởi chính sự lựa chọn của mình. Em luôn luôn thích đàn ông thông minh và biết cách nắm bắt cảm xúc của người khác. Chính vì thế nên em lựa chọn ngay đúng một cái con người đang nằm ở cái gu em. Và chính vì họ nắm bắt cảm xúc em nhiều quá nên họ là cái người đủ thông minh, đủ bản lĩnh để làm điều đó với nhiều người khác. Năng lượng khi em không bằng người ta đó.
thì em chỉ có thể là phương án, chứ em không thể là câu trả lời. Nhưng dĩ nhiên là cái sự tự trọng và sự tự ái em nó không cho phép. Dạ. Nên em không, đúng không? Dạ vâng. Anh ta có thể tệ trong cái mối quan hệ này với em. Dạ. Nhưng anh ta rất là thật với em và cho em biết cái câu chuyện anh ta không nói dối. Nhưng mà thực ra thì anh ta chỉ không nói dối khi mà cô bé cô phát hiện ra và cô hỏi thôi. Chứ trước đấy thì anh ta cũng vẫn nói dối mà. Chỉ có điều chị nói nghe này, cái người đàn ông đó, cái tình yêu không phải là cái quan trọng với anh ta. Anh ta yêu em cũng không hơn yêu cô kia, mà thứ yêu cô kia cũng không hơn yêu em. Chính xác. Cái mà anh ta quan trọng là cái gì? Là cái việc mà anh ta bay đi vào công việc, sự nghiệp, rồi cái gì tùm lum tà la trong đầu anh ta chị không biết. Nhưng mỗi người là mỗi vẻ đẹp khác nhau mà anh ta để dành ở cái nơi này nơi kia, làm chất xúc tác thêm cho anh ta thăng hoa hơn trong công việc, trong sự nghiệp. Cho nên khi mà em chất vấn anh ta là có phải hay không, nếu như người đàn ông yêu, xin lỗi nhá, người ta sẽ chối. Đúng. Nếu như người ta chối ít nhất là bởi vì người ta còn yêu em và người ta sợ mất em. Nhưng anh này anh lạnh lùng, anh thẳng căng luôn là bởi vì sao? Anh ta không yêu. Nếu như cô kia phát hiện ra, trường hợp sẽ tương tự diễn ra như thế. Giang nói hoàn toàn chính xác. Anh ta đang thích thú với nó, chứ anh ta không yêu nó. Thấy cảm xúc trong em nhiều lắm. Anh thấy em nói mà hả, trong con người em nó hừng hực lên cái năng lượng đó luôn á. Chắc là út giận quá mà. Giận quá hả? Đấy là chàng trai mà để lại cho em rất nhiều tình cảm, và sau đó em không có một tình cảm với một chàng trai nào khác. Anh đã nói rồi, bad boy nó thú vị lắm. Nhưng nó bad. Sau cái câu chuyện này, em nghĩ là em sẽ thay đổi để hạ cái gu mình xuống, hay em nghĩ là em sẽ đổi tư duy để flexible hơn với những cái quan hệ sau này? Em thì em không bao giờ nghĩ là em sẽ hạ cái gu của em xuống, bởi vì em luôn nghĩ là ai cũng có một cái tiêu chuẩn và mình nên làm, mình lên theo cái tiêu chuẩn đó. Nhưng có thể em sẽ chọn một chàng trai mà họ có những đặc điểm, có những cái tính cách khác và em chưa giờ em thử, chưa giờ tiếp xúc. Có khả năng là những người đấy cũng sẽ phù hợp với em, không nhất thiết là phải giống anh chàng kia. Thực ra cái yêu anh Thành là như vậy nè, đó là con gái thì cái gì cũng muốn, nhưng mà không hiểu rằng là em phải lựa chọn là em muốn cái gì hơn. Nếu như em ưu tiên nó là sự trung thủy thì em phải hạ thấp các cái xung quanh xuống. Yes. Sự thông minh, sự quảng giao, sự hiểu ý, sự này kia. Còn nếu như em đã thích người đàn ông thông minh, quảng giao, thành đạt thì cái trung thủy đấy em lại phải đặt xuống dưới. Giang, hiểu ý chị Giang không? Rất hiểu ý anh. Em phải chọn cái nào là cái quan trọng. Và chị biết những cái người phụ nữ mạnh mẽ cứ đi một vòng rồi đến cuối cùng vẫn là tìm cái sự trung thủy. Cho nên thà là mình hạ cái gu mình bớt đi một tí mà được cái sự yên bình. Nói thiệt, xác suất để mà em trở thành duy nhất với cái người có cái tính sẵn như vậy nó rất là nhỏ. Cho nên là thôi cố cái gì chị nói thật, cứ đi một vòng đi, chán chê đi, cuối cùng tìm sự trung thủy chứ gì. Đúng. Tự em sẽ hạ cái gu của em xuống chắc em chắn luôn. Em phải bớt lại. Anh nói thiệt. Tại vì để đúng như cái mong muốn của em mà để mà ở yên với em khó lắm á cưng ạ. Thật sự. Còn mình, không hạ xuống là em nhìn chị nha. Thế nha. Rồi, hôm nay coi như là mình chia sẻ với nhau về kỹ năng yêu nha. Hy vọng là em sẽ tìm được một cái người thú vị trong chương trình hôm nay. Em đã sẵn sàng bước vào thế giới của người ấy là ai chưa? Em rất là sẵn sàng rồi ạ. Đón xem Người ấy là ai mùa 3 lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel. Người ấy là ai? Tải ngay VOn để xem miễn phí hàng ngàn nội dung bản quyền, những bộ phim ấn tượng đang được phát sóng đầu tiên trên ứng dụng VOn. Hãy đón xem những chương trình có lăng vĩ dạ ở trên ứng dụng VOn. I love VOn. Thật, nói thật, 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 tài, thật, ứng dụng thật, mang lại những cảm xúc thật, người yêu Vion. Hãy đón xem Khánh Vân trên ứng dụng Vion nhé. I love Vion. Vion, càng xem càng hết. Vion, ứng dụng xem phim và show đỉnh. Vion không thể rời mắt. I love Vion. I love Vion.